Các bạn ạ, các bạn đã bị lừa hết rồi. Các bạn đều bị những cái hình ảnh biển mây lồng lộn các thứ nó lừa hết rồi. Thực tế đây này, đây nó là thực tế đây là đấy. Bông lên và đi đây. Thực tế là thế đấy. Thực ra các bạn không bị lừa đâu. Tất cả những cố gắng của các bạn sẽ nhận được một quả súng lán mà thôi. Bạn thấy được một biển mây như này thì suốt quãng đường nhầy nhuột kia có xứng đáng không? Có đáng để đi không? Còn những người ấy mà đi hết lần này đến lần khác, trời mưa mù khác kiểu, không có tí mây nào, chắc chắn là do nhân phẩm rồi. Do nhân phẩm rồi.